Hôm nay nước mọi người thấy rất là trong luôn nè. Bãi này nè thấy không? Rất là trong luôn á, mà nước nó hơi cạn nha. Mình đang có thấy được cái ổ cua đá mọi người, nó có cái hang á, giống như cái lỗ ở dưới á. Giờ mình thò tay xuống, mình bắt nó thôi. Ui giời, cua đá thì nó ở dưới hang ha. Hồi nào giờ nghĩ không biết, tại nước lớn mình không có thấy được đâu. Ghê thiệt ta. Tại vì mấy con cua này nào giờ là mình bắt ở trên mấy cái bãi hào không à. Hôm nay thì nó đi trong cái bãi này á mọi người. Ở dưới mình đi thấy nước cạn á, mình mới thấy nó. Giờ để nghĩ đi dọc dọc bên kia kiếm thử nha. Cái con cua đá này nè mọi người, cái con này nè, mọi người coi nó nè. Cái càng trái nó rất là bự nha. Nhưng mà mình chỉ được lấy cái càng phải thôi. Cái càng phải này nè là mình phải là 2.5 inch thì mình mới được lấy. Còn cái càng trái á thì mình không được bẻ nha. Hồi trước thì nghĩ tưởng là cái càng nào mình bẻ cũng được hết đó. Nhưng mà mình chỉ được bẻ cái càng phải này thôi. Còn cái con nào nhỏ quá thì mình không được bẻ nha. Cái con này nhỏ nhỏ quá. Ồ cái con càng phải bự quá à. Ừ con càng phải bự nè. Con này càng phải nó bự nè, bẻ càng phải thôi đó. Mình đây nè. Còn cái càng trái mọi người thấy không? Trái nó bự khá là bự luôn á. Bự hơn là cái càng phải. Rồi. Được hai cái càng. Giờ mình thả nó. Bây giờ hôm nay thì chắc tôi nghĩ đi bắt cua thôi. Bự không? Nhỏ hả? Nhỏ hả? Hôm nay thì đi nghĩa tụi nghĩa bắt cua đá. Chứ cua kia hôm nay nghĩa đi câu không có nha. Trời lạnh á. Nghĩa trời lạnh nó cua nó không còn nữa. Cái cua xanh á. Đi hết trần. Nãy giờ quăng cái đùi gà nó không ăn luôn. Bây giờ chỉ còn một cái điều vớt giác cuối cùng thôi. Là đi bắt cua đá. Với lại hào nha mọi người. Mùa này thì có hào rồi đó. Nhưng mà nghĩa không có bắt hào. Hai cái con cua đá nè. Mới bẻ hai cái càng của nó đó. Ở này thì mình thả nó thôi. Nhưng mà hôm nay tự nhiên mưa quá. Trời quá trời mưa luôn. Với lạnh nữa. Mình để hôm nay nghỉ đi thử thôi. Dưới đó thì mà thêm được một cua nữa. Mùa này thì bắt đầu hết cua nha mọi người. Hết rồi. Nên bây giờ thì tôi nghĩ đi về. Rồi. Xin hẹn mọi người vào video sau nha. Nếu mọi người thấy thích video của Nghĩa thì nhớ like, share với lại đăng ký ủng hộ kênh YouTube cho Nghĩa để theo dõi những video mới hàng tuần của Nghĩa. Thank you. Bye bye.